Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Hà Nội Phố. Thưa quý vị, nếu như quý vị đã chán món thịt kho với công thức quen thuộc thì hãy thử đổi thực đơn với món thịt kho xấu nhé. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản là chúng ta đã có ngay một nồi thịt lợn kho xấu hấp dẫn. Cách làm như thế nào? Mời quý vị và bạn cùng Duy vào bếp nhé. Duy có 2 củ sả. Hành khô. Rồi có 1 quả ớt nhé. Thưa quý vị, Duy có 3 lạng thịt ba chỉ. Bây giờ Duy sẽ rửa sạch nhé. Duy cho 1 thìa muối. Duy đã rửa sạch. Duy cho sả xuống nồi. Sau đó cho thịt vào. Duy bật bếp lên để trần thịt. Chúng ta trần không lên trần kỹ quá nhé, nó sẽ mất cái vị ngọt của thịt. Khi nước sôi chúng ta trần trong 3 phút. Mục đích trần để cho thịt bớt mùi hôi đi. Thưa quý vị, khi sôi chúng ta nhìn thấy bọt nhé, chúng ta cũng vớt đi. Duy tắt bếp, vớt thịt ra quý vị nhé. Sau đó chúng ta rửa sạch lại 1-2 lần nữa. Bây giờ Duy thái thịt quý vị nhé. Duy sẽ cắt đôi miếng này ra. Duy cắt miếng vừa ăn. Khi kho này chúng ta cắt miếng thịt hơi to một chút quý vị nhé. Duy cho luôn vào xong. Duy ướp thịt quý vị nhé. Duy cho hành khô vào, ớt, 1 thìa dầu hào quý vị nhé, 1 thìa hành nêm, 1 thìa đường, hạt tiêu xanh. Một thìa nước hàng. 2 thìa mắm. Một thìa dầu ăn. Sau đó Duy trộn đều lên. Duy ướp thịt trong 15 phút nhé. Duy có 4 quả xấu. Xấu này nhà Duy để tủ lạnh ăn cả năm, cho nên là chúng ta thấy cái nước là nước đá đấy. Sau 15 phút Duy cho nồi lên bếp và chúng ta bắt đầu nấu. Công đoạn này chúng ta cứ đảo đều tay đến khi nào mà thịt săn lại nhé, chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Giai đoạn này đã rất là thơm rồi quý vị ạ. Lúc này chúng ta để lửa vừa thôi. Khi thịt săn lại như này, Duy sẽ đổ nước sôi vào nhé. Chúng ta đổ lượng nước sấp sấp bề mặt phần thịt như này. Duy to lửa để nước sôi. Trên tay Duy đang có quế và hoa hồi. Hoa hồi chúng ta cho khoảng 2 hoa và 1 cái thanh quế. Khi nước sôi, Duy sẽ cho hoa hồi và quế vào.
Món thịt kho xấu này, chúng ta có hoa hồi với quế, nó sẽ dậy mùi rất là đặc trưng quý vị ạ. Bây giờ Duy sẽ để lửa liu riu và đun trong 20 phút. Thưa quý vị, sau 20 phút chúng ta có thể thấy này, phần nước nó đã cạn vơi đi một nửa rồi. Bây giờ Duy sẽ cho xấu vào để kho cùng nhé. Duy tiếp tục đậy vung lại và để lửa liu riu. Thưa vị, sau khoảng 10 phút, Duy kiểm tra nước đã cạn rồi, những quả sấu của chúng ta đây đã chín. Để có độ chua, chúng ta dằm sấu ra nhé. Sau đó đảo đều lên. Và Duy tắt bếp. Duy mời quý vị nhé. Thịt kho sấu nóng hổi, thơm lừng mùi thịt kho đặc trưng. Vị chua chua của sấu hòa quyện cùng với vị ngọt đậm đà của thịt. Từng miếng thịt chín mềm, thấm vị đậm đà, rất là lạ miệng. Với món này rất thích hợp ăn với cơm trắng đấy thưa quý vị. Chỉ cần thêm một bát cơm nóng là cả nhà đã có một bữa cơm ngon miệng rồi. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhấn like cũng như hãy nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.